các cuộc chiến á, họ đều có bầy đàn hết. Nhưng tôi có một mình, ai cũng nghĩ rằng là sau lưng tôi có rất nhiều quân sư. Không, có một mình thôi. Anh Dũng thì lo công việc của anh Dũng, bởi vì tôi không muốn anh phải bận tâm, bận lòng. Còn tôi á, thì tôi phải đối đầu với đủ thứ hết. Và trách nhiệm của một bà tổng cũng không thể nào tôi bỏ qua. Tôi làm hết tất cả mọi việc, rồi lên công chúng, rồi phải tự vệ, rồi phải nói làm sao để cho mọi người hiểu được. Có những kẻ họ nhẫn tâm, ai hãy lâm vào hoàn cảnh của tôi đi sẽ hiểu được. Cho nên cái câu tôi nói là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao là chính xác luôn. Tôi không muốn ai liên lụy hết.